Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư trên bản tin tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng như hàng ngày chúng ta sẽ có những bản tin phân tích của ba tham số chung thị trường chỉ số VN Index, chỉ số VN30, chỉ số phái sinh ở trên kênh Hùng Lê chứng khoán. hai kênh thì chúng ta có hai nội dung khác nhau và như vậy để các anh chị em của chúng ta sẽ có thêm được những cái cập nhật tốt nhất tối ưu nhất trong quá trình đầu tư. Thì như thường lệ thôi thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba cái nội dung chính phần thứ nhất thì ông lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ điểm lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong phiên giao dịch video số 204 để chúng ta xem thử là trong cái tuần vừa qua diễn biến của thị trường như thế nào ở phần thứ hai thì sẽ có một vài cái view ở góc nhìn về xu hướng thị trường ở trong tuần mới và phần thứ ba thì chúng ta sẽ view một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và trong đó thì chúng ta sẽ lưu ý chúng ta sẽ tập trung nhấn mạnh ở phân tích một số các sóng ngành ở trong thời điểm hiện tại ví dụ sóng ngành bất động sản khu nghiệp sóng ngành thép sóng ngành đầu tư công sóng ngành bất động sản dân cư sóng ngành chứng khoán thì đó là những cái sóng ngành hết sức là quan trọng và chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản thì các anh chị lưu ý tất cả những phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của hùng lê vì vậy nhà đầu tư của chúng ta sẽ phải cân nhắc trước khi mà chúng ta xem video cân nhắc trước khi chúng ta áp dụng và chúng ta cần phải tìm hiểu và chúng ta cần phải tham khảo rất nhiều các cái nguồn à, tài liệu khác nhau để chúng ta có được một cái tuần giao dịch tốt nhất và tối ưu nhất trong quá trình chúng ta đầu tư. thì uh, nội dung uh, đầu tiên thì trước hết lùng sẽ chia sẻ lại một cái câu chuyện để chúng ta nắm được cái diễn biến tình hình ở trong tuần vừa qua. thì uh, như chúng ta đã có phân tích là vì uh, thứ sáu tuần trước thì thị trường của chúng ta có một cây nến tạo lập về ATC chính vậy nên là xu hướng của thị trường cũng như xu hướng của cổ phiếu thì ở phần đa là nó sẽ quay trở lại lấp cáp và chỉnh cung thế thì sau khi mà kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai thì ông lê đã bắt đầu có một cái phân tích mới đó là thứ nhất là cái vòng lặp của thị trường cũng như cổ phiếu thì các anh chị biết rồi đó là cổ phiếu sẽ bắt đầu bán sau cái bán thì dòng tiền người ta thu về thì người ta sẽ chờ mua và người ta sẽ đặt những cái lệnh mua với vùng giá thấp ở trên thị trường và khi mà nhà đầu tư cảm thấy rằng à như vậy thị trường lúc này chúng ta không thể chờ mua được nữa và chúng ta phải chuyển hóa cái dòng tiền đó thực sự sang dòng tiền mua chủ động thì như vậy là nhà nhà đầu tư sẽ bắt đầu mua, xuống tiền để mua và nắm giữ cổ phiếu. Và sau khi nắm giữ cổ phiếu và cổ phiếu tăng thì như vậy là nhà đầu tư sẽ chuyển sang trạng thái chờ bán, tức là nghe ngóng thị trường, xem các cái target kỹ thuật của cổ phiếu và đến lúc nhà đầu tư quyết định xuống tiền bán và cái vòng lặp này thì nó cứ tồn tại và nó cứ lặp đi lặp lại trên thị trường chứng khoán như vậy Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải uh, phân biệt được và chúng ta phải phân tích được Ở cái thời điểm nào là cái thời điểm mà chúng ta nên bán, thời điểm nào thời điểm chúng ta nên mua đúng không ạ Đó là một câu chuyện rất khó Chính vì vậy nên mới cần uh, vai trò của những người uh, như cá nhân đúng lê ở đây Và chốt lại một cái ý rất quan trọng Rất quan trọng để nhà đầu tư chúng ta bước vào phiên giao dịch của ngày 28 Đó là gì Ờ uh, phiên ngày sáng ngày mai đó thời điểm phiên sáng là thị trường sẽ tiếp tục bán mạnh vào thời điểm phiên sáng để ép lại để ép nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục bị ao hàng ở trong phiên giao dịch ngày 20 22 28 đúng không ạ sau đó thì sẽ rút chân lên để chuyển hóa sang chờ mua đột biến cộng mua chủ động tăng thì như vậy là hình thành chân sóng mới và trong tuần vừa qua thì như vậy như cái quan điểm mà chúng ta đã có phân tích có nghĩa là gì khi mà thị trường tạo lập ở cây nến ATC hoặc bất kể một cây nến nào đó thì thông thường là à, cái phiên liền sau đó và cái, cái 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 xu hướng sau đó thì nó sẽ quay trở lại lấp gáp chỉnh cung cổ phiếu hay thị trường nó cũng như vậy thôi và thông thường thì ông thường lấy ở các cái biên đầu tiên là biên 1 phần hai thân đến kéo và biên thứ hai là biên 2 phần ba thân đến kéo và biên cuối cùng là biên một gọi là trả hết thân đến kéo thì um, không ai dám chắc được không ai biết chắc được chính xác 100 phần trăm là cổ phiếu nó sẽ chỉnh cung về đâu và chúng ta nên đưa ra được các cái bước giá đó để chúng ta gì chúng ta quan sát trong trường hợp ví dụ như nó chỉnh về một phần hai là chúng ta thấy nó lừng gừng đi ngang nó tích lũy và lực cầu quay trở lại thì như vậy là gì cổ phiếu à nó chỉ chỉnh về một phần hai thôi còn trong trường hợp khi nó chỉnh về một phần hai mà cổ phiếu lại tiếp tục bị mất cái mốc đó thì chắc chắn nó sẽ về 2 phần ba và khi 2 phần ba bị mất thì chắc chắn nó sẽ quay trở lại ở vùng gì ạ nó sẽ trả hết cái thân nền tăng đó thì cái cách thức vận hành là như vậy thì cái điểm nhấn kỹ thuật mùng đã phát đi khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai và để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ ba tức là ngày 28 tháng 11 đúng không ạ thì ông đã báo với các anh chị là phiên sáng của ngày 28 thị trường sẽ tiếp tục ép mạnh để các anh chị nhá. Đấy, chốt lại ý này rất quan trọng, bán mạnh vào thời điểm phiên sáng để ép nhỏ lẻ một lần nữa là các anh chị lưu ý. Và đến khoảng tầm đến khoảng tầm 9 giờ 25 phút của phiên giao dịch ngày thứ ba thì Hùng có phân tích tiếp một ý tiếp tục quan trọng nữa đó là điểm nhận kỹ thuật của phiên ngày hôm nay là hiện tại dòng tiền chờ mua đang tăng tốt. Và khi dòng tiền chờ mua tăng tốt và tăng tốt so với các phiên giao dịch trước đây, mặc dù nó chưa có tín hiệu đột biến, nhưng đây là một trong những cơ sở rất quan trọng để có thể kỳ vọng thị trường của chúng ta bắt đầu à, có chân sóng hồi. Và kết luận là đây không phải là thời điểm để bán ra cổ phiếu nữa, 9 giờ 25 phút các anh chị và tại thời điểm đó. Ở phiên ngày 28 thì buổi sáng là tạo lập tiếp tục ép nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra, đúng không ạ? Và đến phiên chiều, đúng không ạ? Thì như vậy là gì? À, thị trường của chúng ta bắt đầu có sự phục hồi, cổ phiếu bắt đầu có sự phục hồi và chân sóng của thị trường ở trong nhịp này đang thiết lập ở vùng 1075 đến vùng 1080 điểm và kết thúc tuần này thì về cơ bản là chân sóng này đang tương đối là thành công. Đó. Thế thì khi chúng ta nắm được là gì? Trong phiên giao dịch ngày 28 là phiên mà thị trường gì ạ? bắt đầu có xu hướng, xu hướng các anh chị, bắt đầu có xu hướng phục hồi thì như vậy là gì? tất cả các phân tích kỹ thuật, tất cả các vị thế mua cổ phiếu thì chúng ta sẽ tập trung ở trong phiên sáng để à tại thời điểm đó là gì tạo lập bộ ép ra và cây nến giờ đầu tiên của phiên chiều thì thị trường bắt đầu phục hồi đó và các anh chị có thể nhìn ở đây tôi sẽ view cho các anh chị ở trong phiên giao dịch ngày hai mươi đây các anh chị đó nó ép xong thì cây nến giờ đầu tiên là cây nến giờ bắt đầu có cái sự phục hồi và đó sẽ là những cái thời điểm mà gì chúng ta gia tăng vị thế chứ chúng ta không bán cổ phiếu đi và cũng rất buồn là rất nhiều nhà đầu tư đã bán ra cổ phiếu ở vùng 1075 đến vùng 1080 điểm đó là thời điểm mà gì thị trường bắt đầu có phục xuất hiện một chân sóng hồi thì các anh chị lại không hiểu được nguyên lý vận hành của thị trường và vô hình dung là chúng ta bán ra cổ phiếu đó là một sai lầm đáng tiếc và rất đáng tiếc cho rất nhiều nhà đầu tư ở trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư như vậy thì chúng ta thấy rằng là uh, trên thị trường chứng khoán nó không có chén thánh các anh chị tức là không có một cái gì là một trăm phần trăm cả À, mọi thứ mà chúng ta trao đổi với nhau mọi thứ mà chúng ta à, thường xuyên nói với nhau đó là một cái phép à một cái phép gọi là phép tương đối thế còn lại là gì khi mà cái phép tương đối đó chúng ta cố gắng chúng ta chắc lọc của chúng ta phân tích thì à, chúng ta cũng có thể loại bỏ tối đa các anh chị lưu ý nhá loại bỏ tối đa chứ không phải loại bỏ tuyệt đối những sai số ở trên thị trường và chúng ta sẽ tối ưu hóa chúng ta tăng cái tỷ lệ của chúng ta thắng ở trên thị trường à, nó tốt hơn thì như vậy là tâm điểm ở trong tuần vừa qua nhắc lại một lần nữa tâm điểm ở trong tuần vừa qua đó là gì đó là phiên ngày 28 tháng 11 đó và cái thứ hai là biên test kỹ thuật sau một phiên kéo mạnh thì nó sẽ ở 1 phần 2 2 phần 3 và hết thân nến và trong phiên kết tuần ngày hôm nay, phiên ngày 1 tháng 12 thì vẫn là một cây nến kéo ATC. Vậy thì phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới chắc chắn thị trường sẽ có nhịp trả cung. Cổ phiếu sẽ có nhịp trả cung, nhóm ngành sẽ có nhịp trả cung. Và chúng ta cứ căn 1 phần 2, 2 phần 3 và hết thân nến tăng trong cây nến ATC ngày hôm nay. Đó là những vùng giá mục tiêu cực kỳ tốt, cực kỳ chất lượng cho những vị thế chúng ta đang có ở trong tài khoản và có một cái đặc điểm ở trong cái thời điểm hiện tại đó là gì? Để mà có một cái chân sóng to, lớn, đẹp thì nó không có, nhưng để có một cái biên lợi nhuận khoảng tầm 3, 5, 10% trong một nhịp sóng hồi rất là ok và hoàn toàn chúng ta đạt được cái vụ việc đó. Chính vậy nên là anh chị em nhà đầu tư của chúng ta nên cố gắng tối ưu hóa bằng cách là gì? Chúng ta đánh T+ ở trên chính cái danh mục chúng ta có. Ok các anh chị, đó một vài cái ý như vậy. Rồi phần thứ nhất thì Hùng lê cùng với anh chị em của chúng ta sẽ điểm qua toàn bộ nội dung bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua thì đây hùng đã view cho các anh chị đây là biểu đồ của chỉ số vn index uh, trên trạc kỹ thuật giờ thì như vậy như hùng đã có phân tích ngay từ đầu bản tin chỉ số vn index của chúng ta sẽ quay trở lại test cung sau một cây nến tạo lập atc ở phiên giao dịch ngày 24 thì như vậy là thị trường của chúng ta sẽ lần lượt trả cung và các cái điểm trả cung lần lượt sẽ là vùng 1095 đến vùng 1090 và bể cái, cái, cái vùng đó nó 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 bị thất bại thì chúng ta có thể phải tính toán đến ở vùng ở 1075 đến vùng 1080 và À, cái điểm mấu chốt của thị trường đó là phiên giao dịch ngày 28, à, tín hiệu chờ mua bắt đầu tăng lên, đó là cái thời điểm mà thị trường có thể xuất hiện một trạng sóng hồi. Và kết thúc phiên giao dịch ngày 28 thì chỉ số VN của chúng ta đã hồi phục cực kỳ tốt. Và trong tuần thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta công lên vùng cảng kỹ thuật ở vùng 1105 đến vùng 1110. Thì trong các bản tin phân tích hàng ngày được phát đi thì như vậy ông đã có phân tích khá là kỹ và chi tiết cho các anh chị rồi. Và trong cây nến kết phiên ở uh, giao dịch ở ngày thứ năm tức là phiên ngày hôm qua thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta lại có một cái điểm giảm rất là mạnh ở trong phiên ATC và như vậy thì chỉ số VN Index sẽ có xu hướng quay trở lại ở vùng 1088 đến vùng 1090. Thì trong phiên ngày hôm nay cây nến giờ ở 14 giờ, 13 giờ đến 14 giờ và 14 giờ đến À, 14 giờ 45 phút thì à, chỉ số VN Index của chúng ta đã test về vùng 1090 và tiếp tục là một cây nến tạo lập ở trong phiên ATC với một lực à, với một lực 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 kéo rất là mạnh và với lực kéo rất là mạnh như này thì như vậy là xu hướng nó hoàn toàn bình thường thứ nhất là phiên giao dịch của ngày thứ hai chắc chắn là gì chỉ số vn index sẽ quay trở lại ở biên một không ở đây là vùng 1098 đến vùng 1100 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 1095. Ít nhất là ít nhất là nó sẽ bẻ đi 1/2 cái thân nến trước đó của nó như vậy ở đây đó thì ở quanh vùng 1095 đến khoảng vùng 1098 đến vùng 1100 đó là vùng tích lũy của chỉ số VN Index tích lũy thành công như vậy chúng ta tiếp tục hướng ở vùng cản 1100, 1110 và vùng năm đó là vùng cản tâm lý trong ngắn hạn của chỉ số VN Index à, bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua thì ở đây chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy phiên giao dịch của ngày 24 chỉ số VN30 của chúng ta kết phiên bằng một cây nến búa với với điểm test nến rất là sâu đó và theo cái sự vận động thông thường như vậy thôi thì chỉ số vn30 của ta nó sẽ có xu hướng quay trở lại vùng 1080 điểm sâu hơn thì như vậy là vùng 1070 và điểm mấu chốt kỹ thuật của chỉ số vn30 cũng đến trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 11. Sau khi ép cũng xong một phiên sáng thì phiên chiều lực cầu bắt đầu uh, có cái sự phục hồi và chỉ số vn30 chúng ta bắt đầu phục hồi và tăng. Và điểm tăng này thì lại đưa chỉ số vn30 của chúng ta về vùng uh, tâm lý ở vùng 1095 đến vùng 1100 và tuần này thì chỉ số vn30 của chúng ta không thể vượt thoát được. Và kết thúc phiên giao dịch ngày qua như vậy là chỉ số vn30 của chúng ta có gì? Có một cây nến giảm ở đây và sau cây nến giảm đó thì cũng đã có phân tích là gì? Xu hướng nó sẽ điểm test kỹ thuật khỏe thì nó sẽ test về vùng 1080 và yếu hơn hơn, thì như vậy nó sẽ khoảng quanh vùng 1075 Và biên 1075 đến biên 1080 trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật trong phiên à, kết tuần Và các anh chị nhìn thấy hai cây nến kết giờ ở trong phiên ngày hôm nay Thì như vậy là chỉ số phái VN30 đã quay trở về vùng 1075 đến vùng 1080 Để như vậy là test tích lũy Một cây nến ATC kéo tương đối mạnh Như vậy thì ở đây à, tiếp tục là những cây nến tạo lập ở trong à, thời điểm kết thúc phiên À vậy thì ở phiên giao dịch thứ hai và tuần tới như vậy thì chỉ số vn30 chúng ta có thể nó sẽ có cái xu hướng trả cung lại ở quanh vùng 1085 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1080 tích lũy thành công như vậy chúng ta tiếp tục hướng về cản 1095 đến vùng 1100 thì các anh chị lưu ý ở đây cũng là hai cây nến tạo lập ở uh, phiên ATC thì uh, các cái phiên liền sau đó nó có ba cây nến này ba cây nến giờ test ở đầu phiên thì trong trường hợp nếu như thị trường của chúng ta khỏe thì thị trường sẽ không quay trở về vùng 10885 đâu các anh chị mà nó sẽ chỉ có thể sập sình nó có thể dập dìu ở khoảng quanh à vùng 1090 đến khoảng quanh gì ạ? Dạ, vùng 10 uh, 1088 đến khoảng vùng 1090 nó có thể nó sẽ có những cái nến giờ xít xít ở đây và sau đó nó kéo lên. Thì đấy là những cái cách tạo lập và uh, và tùy vào cái xu hướng của thị trường ở trong phiên thì như vậy là chúng ta sẽ phân tích thêm. Nhưng về cơ bản cũng đang phân tích những cái nguyên lý uh, cơ bản nhất, căn bản nhất để các anh chị nắm được đối với chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua thì chúng, uh, zoom zoom nhỏ lại đây để chúng ta sẽ nhìn lại một cách tổng quan thì như vậy là khi mà kết tuần á, thì cũng có phân tích đây phiên giao dịch hai bảy đúng không ạ thì chúng ta có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số phá sinh ở quanh vùng một đến khoảng quanh vùng một và cái biên sâu hơn có thể là vùng một đến vùng một thì như vậy là trong phiên giao dịch ngày 28 chỉ số phá sinh của chúng ta <laughs> test tích lũy về ở quanh vùng một trước khi mà có sự phục hồi khá là mạnh và đồng thời trong tuần thì uh, chỉ số phá sinh của chúng ta cũng có vùng cản kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 1095 đến vùng 1100 và tại vùng cản kỹ thuật này thì như vậy chỉ số phá sinh không thể bứt thoát vượt qua. Như vậy trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta cũng đã có phân tích khá là sâu ở uh, các cái độ ý đồ tạo lập của uh, phiên giao dịch kết tuần đó là chỉ số VN30F1M uh, có xu hướng uh, tiếp tục sideway tích lũy ở biên 1075 đến vùng 1080 và các anh chị nhìn thấy là những cái điểm đầu tiên là nó test về ở dưới vùng 1080 bắt đầu có lực lo nhẹ và tiếp tục gì Tiếp tục đếm điểm test thứ hai À, đếm điểm test thứ hai ở cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ chỉ số phá sinh của chúng ta tiếp tục test về ở khoảng quanh vùng 1078 đến vùng 1080 ở à, tích lũy thành công thì chỉ số này có một cái lực long cũng tương đối tốt ở kết phiên à, có thời điểm nó lên đến vùng 1095 và đóng cửa ở vùng 1090 như vậy trên góc nhìn kỹ thuật thì tuần tới chỉ số phá sinh sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại vùng 1085 và điểm sau hơn sẽ là vùng 1080 và chúng ta tiếp tục lấy biên 1075 đến vùng 1080 là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần và có thể à, nó sẽ có những cái điểm nhún à, đấy là hoàn toàn bình thường các anh chị trong tuần hoàn ta có những cái điểm nhún ở vùng 1065 đến vùng 1070 thì như vậy đó là những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng và then chốt ở trong tuần mới thì hàng ngày các anh chị lưu ý hàng ngày hùng đều có một bản tin kết thúc một phiên giao dịch thì hùng đều có những cái bản tin phân tích bộ ba tham đồ chung thị trường thì các anh chị có thể xem để cập nhật thêm về mặt xu hướng à, nội dung tiếp theo của bản tin tuần thì như vậy Lồng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ bắt đầu đi Uh, phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng đó danh mục cổ phiếu tiềm năng thì cũng sẽ lần lượt phân tích cho các anh chị thôi uh, và chúng ta sẽ bám theo những cái phân tích đó để chúng ta tham khảo thêm các anh chị nhé. Thì đối với VIX ở trong tuần vừa qua có phân tích thêm uh, cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số này uh, của cổ phiếu này ở quanh vùng 40.5 đến vùng 41 và các anh chị nhìn thấy là uh, bắt đầu vào phiên 27 như vậy là chỉ số này uh, cổ phiếu này tiếp tục uh, test tích lũy ở khoảng quanh vùng 41.3 và bắt đầu có sự phục hồi cả tuần ở vùng 43 và uh, trong tuần thì nó suy soát lên được vùng 43 và hiện tại thì như vậy là đây đang có phiên ngày hôm nay thì VIX đang đi khá sát ở quanh biên 42 Như vậy tuần tới ở biên 41.5 đến khoảng vùng 42 uh, VIX sẽ uh, tiếp tục uh, tích lũy chỉnh cung và kỳ vọng là gì? Chúng ta lại tiếp tục có target lại ở khoảng quanh vùng 43. Đối với cổ phiếu Vinhome thì trong tuần cũng đã có phân tích rồi, vùng 38 đến vùng 38.5, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt của cổ phiếu này. Và ngay lập tức thì phiên giao dịch ngày thứ hai Vinhome bắt đầu có cái lực kéo khá là tốt và hoàn thành cái target mục tiêu 40.5. Ở trong tuần thì có thời điểm là bắt đầu nó có xu hướng công ở cả 441 ở đây. Thì trên góc nhìn kỹ thuật ở đây chúng ta thấy rằng là như vậy là biên 40.3 đến biên 40.5 khả năng sẽ là biên rơ lắc của cổ phiếu viên hôm ở trong tuần tới. Ờ à, tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục à, đề cập lên cái target kỹ thuật 42.5 đến khoảng quanh vùng 43. ba à, cổ phiếu MWG thì MWG có một nhịp rơi ở trong thời gian vừa qua, nó là do kết quả kinh doanh và như chúng ta đã có phân tích dự kiến chỉnh về vùng 38 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 30 6.7 đến khoảng vùng 37.5 thì trong tuần là gì? Ờ uh, MWB về vùng 37.5 có lực phục hồi và tiếp tục test. Ở trong phiên ngày hôm nay thì cơ bản là MWB test tương đối thành công. Như vậy biên hỗ trợ cái tuần ngắn hạn của cổ phiếu này ở vùng 38 38.2. Ờ tích lũy thành công, chúng ta tiếp tục đề cập target 40 và sau đó có thể ngắm lên ở quanh vùng 41. Vinamilk ở trong tuần thì <laughs> về cơ bản là gì? Chúng ta đã có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây là vùng 67.5 đến vùng 67.7 và cổ phiếu Vinamilk thì đã quay trở về test tích lũy. Và các anh chị lưu ý phiên giao dịch ngày 28 là phiên bản lề anh chị nhá phiên phiên bản lề và tất cả các mã cổ phiếu uh, lớn nhỏ to bé nhỏ bé gì xinh đẹp xấu xí gì nó cũng đều diện có sự phục hồi tốt từ phiên giao dịch ngày 28 đó là một cái điểm nhấn và đó là một trong những phân tích quan trọng nhất bản lề nhất ở trong tuần vừa qua thì đối với Vinamilk nó phục hồi từ vùng 67.5 và mục tiêu ở đây là 69 69 55 nhưng trong tuần thì nó chưa lên được vùng 69 và nó lại có một lực chỉnh phiên ngày hôm nay thì tích lũy khá là tốt như vậy trong tuần tới với cách phục hồi như thế này thì khả năng tuần tới Vinamilk sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 68 tích lũy thành công. Như vậy chúng ta lại tiếp tục mục tiêu 69 đến khoảng vùng 69.5. Mansan là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cũng có thể ngắm dài ở trong nhịp này rồi bởi vì về về tính 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 tạo lập của nó thì nó cũng đang khá là hay khá là tốt thì đối với cổ phiếu Mansan anh chị lưu ý này trong tuần thì có dự kiến chỉnh về khoảng quanh vùng cái biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn của nó là biên 61 đến khoảng vùng 62 thì ngay lập tức là nó chỉnh về đây và đến phiên 28 thì như vậy là về đến vùng 60 tức là về biên hỗ trợ 2 của cổ phiếu An và nó có cái sự phục hồi mục tiêu thì về vùng 63 64 nhưng mà nó đạt được vùng 63 thì nó bắt đầu có cái gì ạ nó sự chỉnh cung lắp gáp lại ở đây như vậy uh, trong phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm qua thì như vậy là Masa đang tích ở vùng 60.5 đến khoảng quanh vùng 61 và cả năng tuần tới thì uh, cổ phiếu này nó cũng sẽ tiếp tục có ở cái biên này và uh, tích lũy thành công thì như vậy chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 63 khỏe hơn thì 64 65 đó là những ta cái tác cái thuật và một cái nguyên lý thì nó rất là đơn giản thôi công cản thấp đó, công thủng cản thấp thì nó về cản cao và thủng cản cao thì nó sẽ về cản thấp đó nó lần lượt như vậy thôi nhóm ngành phân tích tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành bất động sản khu nghiệp một nhóm hành rất hay và hiện tại thì nó cũng đang có uh, lực đánh tốt dòng tiền tốt và về cơ bản mọi thứ đang rất là ổn áp thì đối với KBC uh, sau một cây nến tạo lập ở đây thì các anh chị đúng không ạ thì như vậy là gì uh, trong tuần thì KBC cũng đã quay trở lại ở uh, các cái điểm test cung và các anh chị nhìn thấy đây ạ uh, điểm này là nó test khoảng tầm độ gì 2 phần ba thân nến này và điểm này là nó test hết một Uh, test hết phần đấy luôn, gần như test hết phần đấy luôn ở trong phiên giao dịch ngày 28 28. Đó thì như vậy là gì? Ở cái cách tạo lập của thị trường cũng như cổ phiếu là các anh chị lưu ý và chắc chắn rằng Hồng Cam đoan với các anh chị là rất nhiều nhà đầu tư là đã bán cổ phiếu ra và bán KBC ở khoảng quanh vùng 30 30.5 và ít nhất kết tuần ở vùng 31.5 như vậy là chúng ta cũng đã bị uh, có một cái mức uh, thua thiệt ở đây đúng không ạ? Với cái việc là 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 chúng ta không nắm được những cái nguyên lý. Thì uh, như vậy là trong tuần điểm chỉnh cũng dự kiến kỹ thuật cùng có phân tích ở đầu tuần ở đâu đó khoảng vùng địa vùng 30.3 30.5 này và điểm sâu hơn thì đây là 30 đúng phiên giao dịch ngày 28 và cũng đã phân tích từ đầu rồi các anh chị lưu ý là phiên 28 là phiên bản lề tất cả các cổ phiếu đều phục hồi từ phiên 28 đó cây đến giờ buổi chiều thì như vậy là KBC đã có sự phục hồi tốt và um, trong tuần thì chúng ta cũng có dự kiến về cái target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 323.5 Tuần này thì KBC cũng mới chỉ lên được suy soát ở vùng 32, suy soát ở vùng 32 thì nó đang có một nhịp chỉnh cung. Và trong phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là lực đánh của KBC tương đối là đẹp. Như vậy tuần tới Tuần tới thì vùng uh, vùng biên vùng biên tích lũy của KBC chúng ta sẽ kỳ vọng là gì? KBC sẽ tích lũy thành công ở khoảng quanh vùng 31 31.3. ba ở vùng này tích lũy thành công thì như vậy là tiếp tục uh, tiếp tục mục tiêu, tiếp tục mục tiêu là ngắm lên khoảng quanh vùng 32 32.5 và khỏe hơn có thể ngắm lên vùng 33. ITA rất là đẹp uh, tuần vừa qua có một cái lực bắt có một cái nến trần và trong phiên ngày hôm nay thì đã lên được suy soát vùng 6.4 tức là vượt những cái cái, cái khoảng kỳ vọng ở đây thì nhung đã có phân tích là gì, vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu ITA nó sẽ nằm ở vùng 5.6, 5.63 và 5.65 thì trong phiên giao dịch ngày 28 ở đây, cổ phiếu về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật và bắt đầu mục tiêu công cản 6, sau đó thì nó công cản 6.2 và phiên ngày hôm nay có thời điểm là lên 6.4 nhưng đóng cửa ở vùng 6.18 tức là ở đây là có một cái gap tăng và gap tăng này thì nó cũng tương đối là mạnh nên khả năng tuần tới ITA sẽ có những cái điểm tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 6 đến vùng 6.2. tích lũy thành công như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục gì? Uh, tiếp tục kỳ vọng những cái target kỹ thuật cao hơn của ITA. Uh, lại tiếp tục về vùng 6.5, 6.6. ITA uh, có thể uh, cầm dài trong nhịp này được cũng đang nhìn thấy những cái tín hiệu uh, uh, những cái cách tạo lập của cổ phiếu khá là tốt. SSC là một mã cổ phiếu cơ bản tốt các anh chị và hiện tại thì nó vẫn đang là một option. Ở trong tuần thì cũng có phân tích target kỹ thuật của cổ phiếu này ở vùng 445 44, thì các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày thứ hai suýt soát đoạt 45 và ở uh, trong phiên giao dịch của ngày, uh, ngày 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 30 đúng không ạ? Thì cổ phiếu này cũng tí nữa suýt soát đạt cái target ở vùng 45. Như vậy về target kỹ thuật trên là về cơ bản là cổ phiếu hoàn thành. Còn về điểm hỗ trợ dưới thì như vậy là gì? Uh, SSC cũng test rất thành công ở vùng 42. Ở đây thì uh, hiện tại thì SSC đang có một cái nhịp chỉnh À, nho nhỏ nhẹ nhẹ ở đây thì như vậy là nó sẽ ở khoảng quanh vùng 43 ở à, các anh chị khoảng vùng 43, 42, 8 đến khoảng vùng 43 sẽ là gì? Sẽ là biên tích lũy uh, tiếp theo của cổ phiếu SJC. Kỳ vọng tích lũy thành công của vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm target kỹ thuật 45, 46 ở, ở các cái uh, tuần giao dịch tiếp theo. IDC cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt. Uh, cái 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 biên lợi nhuận của nó tốt lắm và khá là tích cực. Thì đối với ic trong tuần thì cũng có dự kiến chỉnh cung ở vùng 48 và trong phiên 28 thì cổ phiếu này chỉnh ép về khoảng quanh vùng 47 và tại đây thì như vậy là gì? ICE sẽ bắt đầu có một sự phục hồi. Mục tiêu tuần thì ở quanh vùng 50 51 nhưng mà tuần này thì nó lên được khoảng quanh vùng 50 và nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung quay trở lại ở đây. Thì như vậy là vùng khả năng tuần tới thì vùng tích lũy của nó sẽ là khoảng quanh vùng 48.5 đến khoảng quanh vùng 49 uh, ờ, tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu không có gì thay đổi cả lại vùng 50 51 và vùng 52 đó là các cái vùng giá mục tiêu VGC ở trong nhịp này đánh cũng tương đối là tốt và tích cực Đấy, các cái nhịp đi của nó khá là 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 tốt đây thì như vậy là vùng dự kiến chỉnh cung lại quanh vùng 51 ở đây và trong phiên giao dịch ngày 28 thì cổ phiếu này đã diện uh, quay về vùng 51 và target mục tiêu tuần ở vùng 53 đến vùng 54 thì như vậy là chính thức hoàn thành vùng 54, thậm chí có thời điểm là cổ phiếu này đã vươn lên đến vùng 56 tức là hết sức là tích cực. Ở đây thì khi mà chạm vùng 56 thì đã có hai cây nến chạm vùng 56 và nó bắt đầu có cái sự test cung chỉnh cung chỉnh nền lại ở đây thì như vậy là tuần tới thì khả năng là nó sẽ có thể test lại vùng 54 điểm sâu hơn sẽ là vùng 52.5 đến khoảng vùng 53 tuy nhiên là điểm 2 thì khả năng là sẽ, chưa tính toán tế đến tại vì là hiện tại thì về về cách lấp gáp thì đây là một cây nến này đây là một cái nến kéo mạnh thì thường thường nó sẽ lấp khoảng quanh 1 phần 2 và đây đang là các cái tín hiệu lấp gáp tương đối thành công Ờ à, tất nhiên là gì để mà à, vượt thoát được cái target kỹ thuật ở đây là vùng quanh vùng 56 đến khoảng vùng 57 thì như vậy là tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng và về cơ bản thì tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là cái, cái câu chuyện mà vượt thoát đi lên của VGC nó là trong tầm tay bởi vì hiện tại sóng ngành bất động sản khu công nghiệp cũng đang tương đối tốt và tích cực nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì đối với sóng thép cũng khá là tốt ở trong cái thời gian vừa qua hòa phát ở trong tuần vừa qua thì hòa phát chỉnh cung tích lũy về quanh vùng 26 26.2 ở đây tức là các anh chị à, với cổ phiếu hòa phát thì nó chỉ test về 1/2 cái thân nến ở đây thôi đúng không ạ đấy về cơ bản là 1/2 thân nến và test tích lũy thành công ở đây thì như vậy hòa phát tiếp tục công vùng giá mục tiêu 27 và trong tuần thì có thời điểm là lên đến khoảng vùng 27.3 và nó có chỉnh cung phiên ngày hôm nay khá là tốt và tích cực như vậy là gì nó lại có một cái nhịp quay trở lại test cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 26.5 và cây nến kết thúc phiên là một cây nến hồi thì như vậy trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị sẽ lấy biên hỗ trợ kỹ thuật dưới là 26.5 đến vùng 26.7 và biên cản trên của nó sẽ là khoảng quanh vùng 27.5 và trong trường hợp đẹp trời vào một ngày đẹp trời hòa phát mà có thể vượt thoát được vùng 27.5 thì như vậy là chúng ta sẽ tính toán cái target nó cao hơn đó là vùng 28 đến khoảng vùng 28.3 NKG cũng hết sức là tích cực ở trong tuần vừa qua và các cái điểm test kỹ thuật của cổ phiếu này ở vùng 36 36.5 cực kỳ là tuyệt vời đấy các anh chị. Ở trong phiên giao dịch ngày 28 đúng với ngày 28 luôn thì cổ phiếu bắt đầu có diện có cái nhịp test công nghệ thuật và tiếp tục công về vùng cản mục tiêu ở vùng 38 38.5 đến vùng 39 nhưng mà trong tuần vừa qua thì như vậy là à, NKG đánh NKG nó bị à, lộn hạn đây Uh, vùng uh, vùng cái gì vùng uh, vùng chính cung mục tiêu như vậy đối với Nam Kim thì trong tuần vừa qua nó cũng chỉ test 1/2 thân nến của nó thôi uh, vùng hỗ trợ mục tiêu 21.5 đến khoảng vùng 21.6 thì các anh chị nhìn thấy là quanh cái vùng 21.5 đây thì như vậy là 21.6 thì cổ phiếu này bắt đầu có cái cái sự test cung uh, test thành công thì như vậy là Nam Kim hướng về vùng giá mục tiêu 23 23.5 và trong tuần thì suy soát đạt 23.5 uh, sau đó thì nó bắt đầu có một cái nhịp uh, test cung tích lại và phiên ngày hôm nay ở vùng 22 3 22 5 tương đối là thành công. Cây đến giờ kết thúc phiên khá là đẹp. với đà như thế này thì khả năng tuần tới NKG sẽ tiếp tục hướng tới vùng cả kỹ thuật 23.5 và trong trường hợp bứt được vùng 23.5 thì kỳ đồng sẽ tiếp tục nâng target của cổ phiếu lên. Hoa sen ở đây cũng như vậy đúng không ạ? điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng hỗ trợ quanh vùng 20.5 và cũng đến phiên giao dịch ngày 28 ở đây các anh chị nhìn thấy không ạ? Và nó về đến khoảng sít soát khoảng vùng 20 đây này. Cái biên tuần trước ở đây các anh chị 20 20.2 thì như vậy là gì? Nó sẽ bắt đầu có cái sự uh, vượt thoát tăng trưởng trở lại và về cơ bản là target tuần của cổ phiếu Hoa Sen đã hoàn thành ở khoảng quanh vùng 22. .5 à, 22 trên 22 và khi mà khi mà về đến cái vùng cản đấy các anh chị à, chúng ta nhìn thấy cái đường cản trên là vùng 2 ở đây thì cổ phiếu Hoa Sen có một điểm test và điểm test ngày hôm nay cực đẹp à, phiên ngày hôm nay như vậy là nó test về khoảng quanh vùng 21.2 và hai cây nến kết thúc phiên thì như vậy là cơ bản tốt nó cũng hồi chung với cả thị trường thôi thì với góc độ kỹ thuật như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng có thể có một đến hai cây nến giờ nữa cổ phiếu Hoa Sen sẽ ngồi lại ở khoảng vùng 22 và điểm tích cực hơn thì có thể đánh về khoảng quanh vùng 22.5 đến khoảng vùng 2.7 và tại vùng cảng kỹ thuật này thì khả năng cao khi mà cổ phiếu mà đánh lên được đến đây thì sẽ có cái sự rung lắc và chúng ta để đánh giá thêm VGS ở trong tuần thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi uh, biên hộ đợi kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 20.7 đến vùng 21 test tích quỹ rất thành công ở trong phiên giao dịch ngày 28 và nó cũng đạt được một cái target mục tiêu ở quanh vùng 23 và khi về đến vùng 23 thì nó cũng bắt đầu có một chỉ test hai cây nến phục hồi cuối phiên nay cũng là hết sức là tích cực như vậy với cái sự phục hồi này có thể là gì cái nguyên lý cơ bản thì các anh chị hiểu rồi đúng không ạ? À uh, cây nến giờ này nó phục hồi thì nó sẽ à uh, nó có thể nó sẽ test tích lũy lại 1/2 thân nến của cây nến giờ này và 1/2 thân nến giờ này nó sẽ rơi vào khoảng quanh vùng 22.3. Đó. Và khi nó test tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu sẽ là vùng 23 và uh, rất có thể nhịp này VGS hoàn toàn có thể vươn lại được cái vùng đỉnh cũ của nó là vùng 24 đến khoảng quanh vùng 24.2. Ờ TVN hai mã cổ phiếu pen nho nhỏ của nhóm thép thì chúng ta thấy rằng là đối với TVN thì chúng ta có một cái biên Hùng đã có phân tích ở đây này. nhìn thế này thôi nhưng mà biên lướt lát của nó cũng là biên cộng trừ 10% đó các anh chị và tuần này thì nó tiếp tục có vùng hỗ trợ kỹ thuật 6 và thời điểm cao nhất thì đánh lên được vùng 6.3 và kết viên ở vùng 6.2 nói chung em này thì thanh khoản nó hơi kém nên là ừm, các anh chị đánh ở một cái biên nho nhỏ thì cũng được lướt lát nhỏ nhỏ cũng được TLH trong tuần thì hết sức là tích cực luôn À, lực đánh đẹp đó thì đối với vùng uh, có phân tích cái cổ phiếu này đúng không ạ? ở vùng hỗ trợ cái thuật 7.2 7.3 7.4 và chúng ta nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày 28 cổ phiếu TLH có vùng hỗ trợ cái thuật 7.4 và bắt đầu có diện bắt đầu có sự phục hồi khá là tốt ở đây và trong tuần thì nó đã đánh break cản 8 và sau đó thì nó có tiếp hai cây nến gọi là hai phiên hai phiên mà cổ phiếu này bắt đầu quay trở lại test tích lũy đó test tích lũy lại thì như vậy là tuần tới theo uh, theo quan điểm của Hùng ở đây thì nó sẽ ở khoảng vùng 7.7 7.8 sẽ là biên tích lũy của uh, TLH và trong trường hợp nếu như cổ phiếu tích lũy thành công và lực cầu tiếp tục ở trên uh, những cây nến giờ xuất hiện những cái cây nến giờ mà nó đạt được khoảng tầm độ 200.000 đến 400.000 cổ phiếu uh, trên cây nến giờ thì như vậy khả năng cao trong nhịp này thì uh, nó sẽ quay trở lại vùng uh, cả kỹ thuật 8.4 đến 8.5 và tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, đánh giá và phân tích thêm. Uh, nhóm ngành mà chúng ta sẽ... Đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì đây cũng là một cái nhóm ngành rất là hay và nó cũng uh, đang có cái dòng tiền uh, khá là tốt và tích cực. Ở trong ngắn hạn thì để mà có một cái target dài nhưng đã có phân tích ngay từ đầu bản tin nó sẽ rất là khó bởi vì thị trường của chúng ta VN index ta đang sideways tuy nhiên nếu như các anh chị em chúng ta tận dụng tốt các điểm hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta có thể canh gom và các điểm kháng cự thì chúng ta có thể canh bán thì ở trong một tuần hoặc là một hai tuần thì chúng ta cũng sẽ có thể tích lũy được thêm một cái biên lợi nhuận từ 3 năm và đến khoảng tầm 10% và phụ thuộc vào cái sóng hồi của thị trường. Thì đối với KHB ở đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 24 24.5 và 24.7 ở đây thì như các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ? Ngay phiên 28 thì nó quay trở về test cung kỹ thuật và bắt đầu có sự phục hồi khá là tốt. Uh, trong tuần thì mục tiêu lên vùng 26 nhưng chưa đạt được nó lên được vùng 25.5 thôi uh, và với tín hiệu kết tuần như thế này thì uh, trong tuần tới khả năng thì cổ phiếu uh, KSB sẽ có một cái biên uh, test tích cực lại ở khoảng quanh vùng 24.7 đến khoảng quanh vùng 25 uh, tích lũy thành công như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, ngắm cái target kỹ thuật ở vùng 26 và khỏe khi nếu mà trường hợp nó back bách được vùng 26 thì chúng ta sẽ tính vùng 26.5 và vùng 27 nhưng mà ngắn hạn thì chúng ta sẽ phải hoàn thành cái target thấp trước rồi lúc đó chúng ta sẽ phân tích tiếp, cập nhật tiếp Đối với cổ phiếu PLC vùng dự kiến chỉnh cung mục tiêu 29.3, 29 thì phiên 28 là chỉnh về vùng giá mục tiêu Và uh, chúng ta có target mục tiêu ở vùng 31 và trong tuần thì nó lên được khoảng tầm vùng 30.7 và nó bắt đầu có một nhịp uh, test ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì cơ bản là nhịp test này là tích cực anh chị, rất tích cực nó và nó giữ lại được ở vùng 29.9 đến khoảng vùng 30 như vậy là cực kỳ thành công đó, và với cái cách thức vận hành như vậy á, thì như vậy tuần tới thì sẽ tiếp tục kỳ vọng vùng 29.9 đến khoảng vùng 30.2 sẽ là biên tích lũy đó, và tích lũy thành công chúng ta tiếp tục ngắm vùng cả kỹ thuật 31, 31.5 và 32 đó là những cái target kỹ thuật mà chúng ta kỳ vọng đối với PLC. Uh, VCG nói chung là về ngành đầu tư công thì bây giờ là đang có khoảng tầm độ 240.000 tỷ chưa tiêu được và đấy sẽ là một con số rất là lớn nếu như mà uh, các cái cơ chế chính sách mà được bung ra và được uh, kích hoạt cái dòng tiền đó thì thì ngành đầu tư công sẽ là một cái ngành được hưởng lợi rất là lớn và nó có thể nó sẽ là có thể là một cái sóng ngành rất là chủ lực của năm 2024 anh chị lưu ý là như vậy Thế đây đối với VCG trong tuần thì chúng ta thấy rằng là vùng 20 mấy nhỉ vùng 22.3 đến vùng 22.5 là vùng chỉnh cung mục tiêu thứ nhất và điểm sâu hơn thì như mình có phân tích có thể nhún về quanh vùng 22. Thì các anh chị để ý này, ví dụ đây là khoảng tầm 1 phần 2 thân nến và nói chung là vùng lai lai ở nếu mà về 22 thì đâu đó nó khoảng tầm độ 1 phần 2 thân nến giờ tăng ở trước đó đúng không anh chị? Đó thì đó là cái cách thức mà chúng ta dự dự thôi chứ còn không ai có thể chính xác được cái điều đó và điểm quan trọng nhất là phiên 28. Đến phiên 28 mà chúng ta không bán cổ phiếu ra nữa các anh chị Chúng ta mua cổ phiếu vào Trời ơi sao lại bán ra ở phiên đó Đúng không ạ Đó vậy thì VCG ở đây chúng ta thấy rằng là điểm tích lũy ở quanh vùng 22 Ờ uh, Tương đối là đẹp và có sự phục hồi Target mục tiêu ở vùng 23.5 đến khoảng quanh vùng uh, 24 Ở uh, Tuy nhiên trong tuần thì ta uh, target mục tiêu chưa hoàn thành Nói chung là lên được tầm vùng 22.7 gì đó À, xin lỗi cả nhà 23.23.3 thì nó bắt đầu nó chỉnh cung và như vậy tuần tới uh, phiên ngày hôm nay thì nó test tích lũy tương đối đẹp và tuần tới như vậy à uh, uh, nó lại về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 22.3 2.5. năm uh, tiếp tục test tích lũy và test thành công thì như vậy uh, chúng ta lại tiếp tục là ngắm lại ở đây nó là vùng 23.5 thôi. Đó uh, đẹp hơn thì có thể là ngắm lên vùng 24. Uh, tuy nhiên là chúng ta cứ bình tĩnh từ từ đúng không anh chị, chúng ta lần lượt các cái vùng các cái kỹ thuật. Cổ phiếu FCN cũng uh, có mức điểm mà chỉnh cung kỹ thuật cực kỳ là tích cực ở trong tuần vừa qua vùng dự kiến 13.2 13.3 tuy nhiên là nó cũng chỉ về quanh vùng 13.4 thôi và nó cũng bắt đầu có mức lực phục hồi tất nhiên là target kỹ thuật tuần thì chúng ta đâu đó đề ra khoảng tầm vùng 14 14.2 ở đây này chưa đạt bởi vì chúng ta lấy cái 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 target ở bên này và chúng ta ngắm sang bên này đó và trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng có những cái điểm chỉnh mục tiêu tương đối là tích cực khá là tốt như vậy tuần tới à, uh, tuần tới tuần tới nếu mà đẹp thì loanh quanh nó cũng chỉ test lại cung là khoảng khoảng quanh vùng 13.6 thôi 13.6 13.7 13.8 đó và mục tiêu thì chúng ta vẫn là vùng 14.4 14.5 14.6 Cenco 4 14 14 ở đây CN 4 ở đây có vùng một kỹ thuật ở đây là vùng 11 đến vùng 11.3 và các anh chị nhìn thấy đây trong phiên giao dịch ngày 28 thì như vậy là gì? Cổ phiếu test về vùng 11.4 có lực phục hồi nhẹ. Tất nhiên lực phục hồi này thì không đáng kể đúng không ạ? Nhưng ít nhất là giả sử như chúng ta có mua ở quanh vùng 11 11.3 ở đây thì như vậy là gì? Chúng ta vẫn gọi là gì Chúng ta tạm thời chúng ta vẫn thì vẫn có lãi. Ví dụ như vậy và chúng ta không bị lỗ vốn. Ví dụ như vậy đó là cái cách mà chúng ta đấy là cách để chúng ta tư duy và những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu nó rất là quan trọng các anh chị và chúng ta đấy là những cái vùng tiềm năng à, tất nhiên là không có gì là như Hùng có chia sẻ rồi không có gì là một trăm phần trăm cả vẫn có những cái xác suất mà chúng ta không lượng hóa hết à, ngắn hạn thì cũng chưa nhìn thấy nhiều động lực đối với xiên cô bốn và vùng hỗ trợ dưới thì chúng ta vẫn lấy vùng 11.3 11 à 11 đến vùng 11.3 đó còn vùng cản trên thì chúng ta vẫn tiếp tục lấy vùng 12 LCG Đó, trong tuần à, dự kiến vùng 11.5 đến vùng 11.6 là biên hỗ trợ kỹ thuật à, Và chúng ta nhìn thấy là trong phiên 28 thì nó test khá là tích cực ở khoảng quanh vùng 11.7 và có sự phục hồi Mục tiêu thì lên vùng 12.4, 12.5 à, Trong tuần thì nó lên được vùng 12.2 và nó đang có một cái nhịp test cung tích lũy à, Với góc độ chỉnh cung như thế này là tích cực các anh chị Như vậy là tuần tới thì như vậy là vùng 11.7 đến khoảng vùng 1.8 à, kỳ vọng sẽ tiếp tục là gì à, biên hỗ trợ chỉnh cung mục tiêu. À, tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lên ở vùng 12.4, 12.5, 12.6. Đó thì loanh quanh ở đây này, ở đây là vùng cản thì các anh chị thì bên này nó cũng sẽ là vùng cản kỹ thuật của cổ, cổ phiếu thôi. Cổ phiếu HHV. À, trong tuần vừa qua thì nó thực hiện quyền chia à, quyền mua, xin lỗi cả nhà quyền mua nên là à cái biên hỗ trợ kỹ thuật à, chúng ta cập nhật lại ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai đó là vùng 13.8 đến khoảng vùng 14 ở đây và như vậy là đến phiên 28 thì cổ phiếu cũng đã tích lũy rất thành công và mục tiêu thì nó đánh lại ở khoảng quanh vùng 14.6 các lại cảm 14.6 đến khoảng vùng 14.8 ở đây. Thì như vậy là à, trong tuần thì cũng suy soát cái đến kết thúc giờ phiên ngày hôm nay thì HSV có một lực đánh cực kỳ là khỏe và hết sức là tích cực đúng không ạ? Trong phiên ngày hôm nay tích lũy thành công ở vùng 11 11 4 11.2 và đây cũng là một cây nến tạo lập ở trong phiên ATC chính vậy nên là gì chúng ta cũng kỳ vọng là gì trong tuần tới nếu có khỏe uh, cổ phiếu khỏe thì nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 14.4 tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở vùng 14.8 đến khoảng vùng 15 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư đây là một nhóm hết sức là quan trọng để À, giúp cho thị trường của chúng ta có cái sự phục hồi tốt ở trong cái thời gian vừa qua thì nhóm ngành này là nhóm ngành đóng vai trò hết sức là quan trọng. thì đối với nhóm ngành bất động sản dân cư chúng ta lưu ý đó là cái tính tạo lập của nó ở trong phiên giao dịch ngày 28 mươi cái chị lưu ý nhá. bởi vì khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì ông nhận diện thấy là tất cả các nhóm ngành đóng nến cái điểm đóng nến của phiên giao dịch ngày thứ hai và cây nến kết thúc giờ ở phiên ngày thứ hai là một cây nến nhấn chìm. Chính vậy nên là Hùng còn Hùng Hùng lúc đó thì Hùng mới dự báo rằng là trong phiên giao dịch của ngày thứ ba là chắc chắn tạo lập sẽ tiếp tục ép ở trong phiên sáng. Đó. Để ờ uh, để để để, để uh, về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn và điểm mấu chốt Hùng nhắc lại các anh chị nhà đầu tư đó là điểm mấu chốt ở trong tuần vừa qua thì vẫn là uh, phiên giao dịch ngày 28 tháng 11 đó là những cái điểm bản lề ở những cái điểm then chốt đó, nói như vậy để các anh chị hiểu được và khi chúng ta view cổ phiếu thì chúng ta sẽ nắm được là À vì sao như vậy là trong phiên 28 thì gần như tất cả mặt bằng các mã cổ phiếu đều có sự phục hồi Thì đối với Shell, uh, bản tiên tuần thì chúng ta dự kiến vùng chỉnh mục tiêu 21.5 Và tuy nhiên đến phiên ngày 8 thì như vậy là gì uh, cổ phiếu Shell uh, chỉnh cung về khoảng quanh vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 Và uh, tích lũy thành công ở vùng này Và trong tuần thì nó cũng có công lại ở vùng cả cái thuật 22.3 đến vùng 2 5 và khi về đến vùng cả này thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay như vậy là nó cũng có hai phiên test cung kỹ thuật chỉnh cung lại như vậy trong tuần tới khả năng thì như vậy là uh, uh, SE sẽ tiếp tục tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.3 Ở cổ phiếu HDG thì như chúng ta phân tích rồi, đây là một cây nến tạo lập ATC thì thường nó sẽ gì? Nó sẽ quay trở lại chỉnh cung và vùng 27.3 đến vùng 27.5 là vùng chỉnh cung uh, thứ nhất và đến phiên giao dịch 28 thì cổ phiếu này chỉnh về quanh vùng 27 và sau đó bắt đầu uh, có sự uh, phục hồi và rút chân lên. Uh, trong tuần thì uh, cổ phiếu HDG không đạt được target mục tiêu, nói chung là nó về cơ bản nó chỉ sideways ở trong biên hẹp thôi. Và trong phiên kết uh, tuần ngày hôm nay thì uh, HDG lại diện lại tiếp tục uh, quay trở về ở vùng À, 27 như vậy trong tuần tới khả năng thì thì thì, thì cổ phiếu HDG nó sẽ à, còn phải à, có những cái điểm test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 27 tích lũy thành công ở điểm này thì như vậy là mới bắt đầu à, chúng ta mới đánh giá cái khả năng phục hồi ở lên vùng 28 đến khoảng vùng 28.5 HDC nó thì điểm dự kiến chỉnh cung đó là vùng 32.5 đến khoảng quanh vùng 32.7 à, và và và, và 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 phiên khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta thấy rằng là gì? Đây là một cây nến gì ạ? Cây nến nhấn chìm. Chính vậy nên là xu hướng của ngày thứ ba đúng không? Ngày 28 thì cổ phiếu này sẽ bắt đầu sẽ có thể sẽ về những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn và quanh vùng 3,2 thì nó bắt đầu nó có lực hồi. Và lực hồi này thì như vậy là nó cũng chỉ lên được khoảng quanh vùng 34. Đây, đấy vùng 34 thì bắt đầu nó có lực chỉnh cung. À, điểm chỉnh cung kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay như vậy là vùng 32 nó lại tiếp tục gì ạ à? nó lại tiếp tục test về vùng kỹ thuật vụ tuần đây này, này 32 thì phiên ngày hôm nay suy ra vùng 32 bắt đầu có sự rút chân và cây nến à, kết thúc phiên thì có cái sự phục hồi như vậy ở trong tuần mới ở trong tuần mới thì chắc chắn rồi khả năng cao thì đây là một cái nền rút chân nên là gì nó sẽ có tiếp tục có những điểm tích lũy lại ở quanh vùng 32 tích lũy thành công ở quanh vùng 32 thì như vậy chúng ta sẽ ngắm à, lên target kỹ thuật ở vùng 34 ngắn hạn như vậy Nam Long trong tuần đây Nam Long trong tuần chúng ta view lại đây Nam Long trong tuần thì cũng có cái sự tạo lập khá là tốt vùng 36 36.5 là hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị để ý phiên 28 cổ phiếu này bắt đầu diện test về hỗ trợ kỹ thuật đồng thời nó cũng công cái vùng cản mục tiêu 38 bản thân trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đã tiếp tục công cái vùng cản này rồi và đến phiên giao dịch ngày 30 thì nó tiếp tục công nhưng mà công không thành thì nó về được khoảng tầm vùng 37.8 thôi và sau đó thì nó bắt đầu cũng nhịp chỉnh cung và phiên ngày hôm nay thì cũng test tích lũy tương đối là là tốt đấy các anh chị tương đối là tốt và tích cực như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ lấy ở cái biên này đó tuần tới thì chúng ta sẽ lấy ở biên này sẽ là biên tích lũy của cổ phiếu Nam Long 36.4 đến khoảng vùng 36.8 tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm về vùng cảnh tuổi 38 vượt thoát được vùng 38 thì có thể hướng lên vùng cảnh của tuyệt cao hơn đó là vùng 39 Đạt Phương. Đó, Đạt Phương đây. Đó, đầu tiên thì chúng ta dự kiến uh, test lại cung ở vùng 38 38.3 và đến phiên 28 thì như vậy là Đạt Phương test về hỗ trợ sâu ở vùng 37 và bắt đầu có cái sự phục hồi. Uh, nó phục hồi lên được vùng 39 thì uh, hiện tại thì nó lại có một nhịp test cung ở đây và về cơ bản ở trong phiên ngày hôm nay về 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 xu hướng kỹ thuật là Đạt Phương test tương đối là thành công. Như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 38 38.3. Uh, tiếp tục tích lũy uh, tích lũy thành công ở đây thì chúng ta lại tiếp tục ngắm ở đây là vùng cản ba bao nhiêu 40 đến khoảng tầm 40.5 KDH uh, xem nào đây đó thì uh, nó cũng như vậy thôi ở vùng 30.8 đến vùng 31 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu gọi là vùng chỉnh cung mục tiêu đó, và trong tuần thì nó chỉnh về vùng 30.5 ở trong phiên 28 bắt đầu có lực phục hồi và lực phục hồi này thì về cơ bản là nó cũng chỉ đánh được cái mức uh, target cao nhất ở phiên giao dịch ngày thứ hai thôi là về đến khoảng tầm độ vùng 31.7 thì nó lại bắt đầu có cái gì sự chỉnh cung thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay về cơ bản là tốt đó là vùng 31 à, vùng 30.8 đến 31 nó lại trở thành cái diện vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là đắc lực và hai cây nến giờ ở đây là đang là hai cây nến giờ khá là tích cực này thì có thể tuần tới nó sẽ test nhẹ cái nguyên lý là như vậy thôi và cái điểm test nhẹ đây thì có thể ở đây đó, 1 phần 2 thân nến thì nó khoảng ở khoảng vùng 31.4 đến khoảng vùng 31.3 của KDH nó test tích lũy thành công. Như vậy là chúng ta sẽ lại tiếp tục ngắm vùng cản kỹ thuật ở đây vùng 32, 32.3, 32.5. Và đây là vùng cản kỹ thuật thì khi cổ phiếu về đến đây các anh chị bắt được ở vùng thấp thì về đến đây thì chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lại tối ưu hóa lợi nhuận đi, chúng ta là canh là chốt bớt. Ờ à, DIG. Đó, DG đây, một cây nến kéo từ vùng 23.5 mà lên đến vùng 25. Thì như vậy thôi, nó sẽ lần lượt nó chỉnh các cái vùng mục tiêu. Đầu tiên là nó về, về 24.5. Điểm thứ hai là nó sẽ về 24 và điểm thứ ba thì về vùng 23.5 tức là test hết cây nến và trong phiên giao dịch ngày 8 thì DG test hết cây nến và bắt đầu có sự phục hồi. Sự phục hồi này thì target kỹ thuật tuần sẽ ở khoảng quanh vùng 25.5 đến vùng 26 đạt được vùng 25.5 chưa lên vùng 26 và cái phiên kết tuần đó, Uh, thì nó cũng đang có một cái sự test tích lũy tương đối là tích cực Như vậy tuần tới ở đây sẽ lấy ở biên 24.5 đến khoảng vùng 24.7 Sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu DG tích lũy thành công Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng 25.5 đến vùng 26 uh, Đặc biệt là trong trường hợp nếu như mà DG nhìn ngắm ngắm về cái cách đi như thế này Thì hoàn toàn có thể tuần tới chúng ta kỳ vọng DG vượt vùng 26 Để có thể đi về vùng 26.5 đến khoảng quanh vùng 27 Đó là một cái target cũng khá là uh, tích cực Uh, Novaland ở trong tuần thì chúng ta cũng đón nhận những cái thông tin về uh, trái phiếu uh, Các cái lô trái phiếu của Novaland cũng đã uh, thanh toán hết sức ở tích cực Và trong tuần thì Novaland cũng có vùng uh, test tích lũy ở vùng 17, 17.3 uh, thành công Và test thành công ở vùng này rồi đó. Thì khi đó uh, cổ phiếu Novaland sẽ hướng đến cái vùng giá mục tiêu đó là vùng 18.5 đến vùng 19 uh, Target tuần thì chưa đạt được Nhưng cái cách vận hành của cổ phiếu Novaland thì về cơ bản trong tuần cũng khá là thành công ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó test ở vùng 7.5, à, tích cực đó các anh chị, nhìn là tích cực hai cây nến giờ như vậy là tích cực thì tuần tới à, chúng ta sẽ lấy biên 17.3 đến khoảng vùng 17.5 đó là biên à, tích lũy cổ của, của phiếu Novaland. Tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 18.5, 18.7, 19 ở đây, trước mắt sẽ là như vậy. DG, DG thì phiên ngày hôm nay có một lực bán tương đối mạnh thì nó liên quan đến câu chuyện LDG. Tuy nhiên là phiên à, hai cây nến kết thúc phiên như vậy nó cũng đã giải quyết giải quyết được cái bài toán tâm lý của DG trong thời điểm ngắn hạn ở vùng 19.3, 19.5 à, đã trở thành một cái vùng tích lũy hết sức là tích cực như vậy về cách tạo lập về cách đi có thể tuần tới đấy đất xanh sẽ có những cái điểm chỉnh cung lại khoảng quanh vùng 10 9.6 ở đây này và thậm chí có thể test lại vùng 19.5 đó nó test lại thành công ở đây và tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cả kỹ thuật ở quanh vùng 20.5, 20.7 và vùng 21 và hiện tại ở đây thì nó vẫn đang là một cái cản tâm lý tương đối mạnh của cổ phiếu đất xanh và chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là dòng tiền sẽ tích cực để có thể là giúp đất xanh vượt thoát được những cái cản tâm lý. PDR cũng là một mã um, tương đối nhạy và mà đánh cũng rất là tốt ở trong thời gian vừa qua. Thì đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật 25.5 đến khoảng vùng 27 đây các anh chị. Thì ở đây là vùng gì ạ? Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và chúng ta sẽ bắt đầu có cái sự gì ạ? À, vừa thoát đi lên tích lũy thành công như vậy Thì à, PDR sẽ hướng đến cái vùng cản mục tiêu 28 Đến khoảng vùng 29 à, Trong tuần thì xích soát lên được vùng 28 Và bắt đầu nó một nhịp à, chỉnh cung ở đây Thì à, với cái cách chỉnh cung này à, Như vậy là để, à, PDR có một nhịp chỉnh cung mục tiêu Đó PDR có một nhịp chỉnh cung mục tiêu Tương đối là đẹp ở đây Và vùng 20 Uh, 20 26 8 đến khoảng quanh vùng 27 sẽ là biên chỉnh cũng mục tiêu của cổ phiếu PDR trong tuần tới. Uh, tích lũy thành công ở vùng này như vậy là chúng ta sẽ lại tiếp tục ngắm về vùng 28.5 29 và thậm chí là uh, có, có, thể là kỳ vọng cản 3x. Đó là hoàn toàn bình thường bởi vì PDR nó có những cái nhịp uh, công uh, công ngắn thuật rất là nhanh và cái cách tạo lập của PDR nó cũng rất là nhanh đó các anh chị Nhóm ngành đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí. À, nhóm ngành dầu khí tuần trước thì hùng không có phân tích được. Và tuần này thì hùng sẽ view cho các anh chị thì đối với PLX. Trong tuần đánh cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 33 33.5 đó, cổ phiếu PLX đã tích lũy rất là thành công và trong tuần vừa qua thì PLX đã kéo từ vùng 33 và vượt vượt cái vùng cả kỹ thuật trong ngắn hạn đó là vùng 35.5 và hiện tại thì PLX đang có những điểm chỉnh cung tích lũy lại và tuần tới khả năng vùng 34.5 đến khoảng vùng 34.8 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật tích cực của cổ phiếu này ở Tích lũy thành công như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục công cản 35.5 hướng vùng cản mục tiêu 36 và cao hơn thì có thể là vùng 36.5 PVS ở trong tuần cũng có những cái điểm tích lũy cực kỳ là đẹp Ở đây các anh chị, ở đây là À, chúng ta có một cái vùng hỗ trợ cái tuần của PPS ở trong tuần, tuần trước đây này, 36.3 đến khoảng vùng 36.5. Thì các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 28 đúng không ạ, à, Nhung đã có phân tích, đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ không bán cổ phiếu ra nữa. Và ở đây thì chúng ta bắt đầu có một nhịp phục hồi tốt và từ đây thì PPS tiếp tục công cản tuần 39.5 đến khoảng vùng 40, à, khá là đẹp đồng thời. Ở đây thì nó cũng hình thành được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là biên 38.3 38.5. Như vậy trong tuần tới thì khả năng là PVS sẽ tiếp tục có những cái điểm test ở quanh vùng này. Không thủng cái vùng hỗ trợ và thậm chí là vùng 38 các anh chị có thể lấy. À, các anh chị có thể lấy vùng 38 là vùng à, vùng hỗ trợ mục tiêu. Không thủng vùng 38 thì như vậy là gì? Chúng ta vẫn tiếp tục cầm nắm được và mục tiêu thì có thể là ở à, tuần tới nó sẽ tiếp tục vươn lại vùng 39.5 đến vùng 40. Pvd cũng có đường đi uh, rất đẹp ở trong tuần vừa qua uh, test hỗ trợ thành công và gì ạ, công cản mục tiêu thành công thì hỗ trợ thành công của nó là vùng 26.5 ở uh, rất thành công luôn ở trong phiên giao dịch ngày 28 và cản mục tiêu của nó là vùng 28 trong tuần thì lên đến suy ra vùng 29 và hiện tại bây giờ nó bắt đầu có cái điểm sideway thì như vậy um, đối với điểm sideways quay này thì hết sức là tích cực khi mà trong phiên hai giao 22 phiên ở đây thì vùng 27.7 vùng 28 về cơ bản là gì nó tích lũy thành công và với cái 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 cách tích lũy như thế này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là gì tuần tới uh, PVD sẽ vươn lại vùng 29 và điểm sâu hơn uh, điểm xa hơn sẽ là vùng 29.5 ở uh, BSR trong thời điểm hiện tại thì chúng ta có một cái biên sideways cộng trừ khoảng uh, 5% các anh chị biên sideways khoảng 5% thì uh, như Hùng đã có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là đắc lực của BSR đó là vùng 18, 18 đó, 18 đến vùng 18.2 là điểm hỗ trợ cực kỳ là đắc lực của cổ phiếu BSR. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta có uh, các cái điểm uh, test cung ở vùng cao hơn đó là vùng 18.3, 18.4 và vùng 18.5. Đó, các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ? Tuần trước nó có vùng 18.3 thì tuần này nó cũng tiếp tục có vùng 18.3 ở đây. Đó và sau khi mà nó test tích lũy thành công rồi thì nó lại tiếp tục công các cái vùng cả cái tuột ở vùng 19.2, 19.4, 19.5. Và và đây là uh, cái vùng cản mục tiêu thì các anh chị có thể tối ưu hóa bằng cách là hỗ trợ thì chúng ta có thể uh, Cân chúng ta gom một ít và phần cản kỹ thuật kháng cự ở đây thì chúng ta có thể uh, Canh để chúng ta bán ra để chúng ta tối ưu hóa uh, Cái quá trình mà chúng ta đầu tư còn để mà có một cái con sóng tăng mạnh ở trong thời điểm ngắn hạn thì theo Hùng là cũng khá là khó Nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành chứng khoán là một trong những cái trụ lực giúp Cho thị trường của chúng ta uh, Có những cái nhịp tăng giữ được cái sự ổn định của chỉ số VN ở trong thời gian vừa qua và giúp cho VN tăng đó là cái sự công rất lớn của nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy về ý đồ tạo lập của nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng dựa xuất phát ở trong phiên giao dịch ngày 28 và tất cả các mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì bắt đầu có cái sự phục hồi kể từ cây đến giờ 13 giờ đến 14 giờ phiên giao dịch ngày 28 tháng 11 đúng không ạ và phiên sáng thì Hùng đã khuyến cáo là nhà đầu tư chúng ta sẽ không nên à, bán ra cổ phiếu ở thời điểm này nữa bởi vì bắt đầu à, khả năng là cao là sẽ xuất hiện một chân sóng hồi thì à, đối với vci ở đây các anh chị nhìn thấy đây đó là gì à, vùng chính cung một ở đây này đó là vùng 44 40, à, 40.5 đến vùng 41 và sau khi nó bị thất bại ở vùng này như vậy là chúng ta sẽ phải tính toán đến à, cái điểm mút nến và như vậy là vci trả hết toàn bộ cái điểm nhé yeah, cái điểm điểm kéo ở trong phiên giao dịch thứ sáu tuần trước ở vùng 39.5 tại à đây VSI bắt có có sự phục hồi và target tuần thì như chúng ta đã có phân tích thôi vùng 42.5 đến khoảng vùng 43 đó sẽ là vùng mục tiêu và về đến đây thì như vậy là VSI bắt đầu có một nhịp test và phiên ngày hôm nay thì nó lại test cực kỳ thành công ở vùng 40.5 đến vùng 41 đây là một cây nến gì nó lại tiếp tục có một cây nến tạo lập ở phiên ATC như vậy trong tuần tới uh, đẹp đẽ và các thứ tích cực thì như vậy là nó sẽ có cái sự chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 40.5 à, trên đó nhà 41.5 và tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cản kỹ thuật của em này ở vùng 43 đến vùng 44. SSI ở đây đúng không SSI thì chúng ta cũng có dự kiến vùng chỉnh cung mục tiêu đó là vùng 31.5 đến vùng 31.3 và trong tuần thì SSI có test qua hết mũi nến và điểm sâu nhất ở vùng 35 5 bắt đầu có sự phục hồi và về cơ bản thì điểm phục hồi này của gì ạ, của 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 SSI cũng hết sức là tích cực khi mà nó bắt đầu nó lại công lại ở vùng giá mục tiêu 32.5 kết à, tuần thì cổ phiếu này bắt đầu có cái sự đây sideways của nó ở đây anh chị đó là biên 31.3 31.3 đến 31.5 như vậy lại gì à, nó lại tiếp tục test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần và có một cái điểm phục hồi đây điểm phục hồi này thì như vậy tuần tới Ờ, chúng ta sẽ uh, đánh giá thêm ở uh, một cái nhịp trả cung ở khoảng quanh vùng 31.7 điểm sâu hơn sẽ là vùng 31.5 tích đi thành công như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì kỳ vọng của target ở đây thôi đó là nó lại 32.5 ở uh, vừa thoát được vùng 32.5 thì chúng ta ngắm lên vùng 33 HCM đó, vùng 28.5. Đây, trong phiên uh, trong bản tin tuần đúng không ạ, chúng ta có phân tích vùng dự kiến chỉnh cung mục tiêu 28.5 đến vùng 28.7. Và đến phiên 28 thì như vậy là nó về đến vùng hỗ trợ mục tiêu tuần và test hết cái mút nến của nó ở phiên giao dịch ngày thứ 6 quanh vùng 28. Kể từ đây thì ATM bắt đầu có sự phục hồi, mục tiêu tuần thì như vậy là quanh vùng 30. Uh, suy sát đạt được phiên ngày hôm nay thì cũng có thời điểm là nó lên đến vùng 29.7 đấy, đó. Và đồng thời ở phiên ngày hôm nay thì nó cũng test tích lũy tương đối thành công ở vùng 29.2. Như vậy tuần tới khả năng là HCM sẽ tiếp tục sideways ở trong biên hẹp ở vùng 29.2, 29.5. Tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu là đánh lên vùng 30, vượt thoát vùng 30 thì có thể ngắm lên vùng 30.5, uh, 30.7 hoặc là vùng 31. VND ở trong tuần cũng uh, cũng test hết Uh, cũng test hết uh, hết mút nến đúng không ạ? Test hết mút nến ở đây ở vùng 20. Ở vùng 20 đến 20.3 20.5 và bắt đầu có sự phục hồi. Ở đây thì ngày hôm nay là VND và phiên ngày thứ năm thì VND gặp lại vùng cản 21.5 thì nó bắt đầu có sự test cung chỉnh nền trở lại. Và về cơ bản điểm test cung này thì nó hết sức là thành công, tức là gì? Nó đã test thành công cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 20 20 đến 20.7 và cây nến uh, kết thúc uh, phiên thì có sự phục hồi. Uh, à hoàn toàn tương tự như vậy thôi ở vùng 21.1 sẽ là biên, ở à, 21 1 sẽ là biên mà VND dự kiến sẽ test cung chỉnh nền quay trở lại. Ờ à, tích th lũy thành công, chúng ta có target vùng 21.5 và điểm xa hơn thì có thể ngắm đến vùng 22 2.5, đây là các cái vùng cảnh cái tuần ngắn hạn của VND. <laughs> FTS ở đây này trong tuần thì chúng ta có dự kiến vùng 40.5 đến 41 đây các anh chị và về cơ bản thì nó test ở về quanh vùng 40.5 uh, thành công ở trong phiên giao dịch 28 có sự phục hồi mục tiêu thì ngắm vùng 44 đến vùng 45 uh, tuy nhiên trong tuần thì chưa thành uh, nó lên được vùng 13 thôi và tại đây thì chúng ta cũng bắt đầu có một cái sự biên biên hình thành tích lũy ở vùng 42 42.3 tương đối là đẹp Cây okay, nền kết thúc phiên thì như vậy là gì? Nó tiếp tục công lên vùng cản 43, 43.2. Mục tiêu ở trong tuần thì khả năng là tích lũy thành công ở vùng 42, 42.3 thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng cản 44. Và điểm xa hơn thì vẫn là vùng 45, tức là target tuần thì vẫn để ở vùng 44 đến khoảng vùng 45. SHS ở trong tuần cũng như vậy, nó test tích lũy rất thành công ở tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và các anh chị nhìn thấy là vùng 16.5, 17, 16.5, 17 và tuần này cũng như vậy. 16.5 đến vùng 17 và loanh quanh ở trong tuần thì nó test ở khoảng quanh vùng 16.8 ở trong phiên 28 và bắt đầu có diện có sự phục hồi đi lên à, tuần này nó gặp cản tuần ở vùng 18.5 và hiện tại thì nó chưa thể vượt thoát đi qua như vậy thì tuần tới à, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 17.8, 17.8 đến vùng 18 là biên hỗ trợ dưới và cản tuần à, cản trên là vùng 18.5. Uh, thoát cả trên thì chúng ta sẽ xây những cái target kỹ thuật cao hơn uh, và trong trường hợp nếu như bị thủng hỗ trợ dưới thì như vậy là chúng ta phải tính toán ở những cái hỗ trợ sâu hơn VX thì hiện tại lực cầu cũng uh, đang tốt đấy các anh chị và cổ phiếu VX thì nó uh, nó đi cũng uh, rất là nhanh cái cách tạo lập của nó thì cũng khá là thanh thoát chứ nó không ì như các cái mã cổ phiếu khác đó. thì vùng chỉ cố mục tiêu thì dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 16.3 đó 16 ở đây này và về 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 cơ bản là VX có một cái hỗ trợ đấy anh chị này chúng ta kéo ở cái vùng trước này ra đây thôi đó thì ở đây là khoảng vùng 15.7 15.8 thì nó khoảng quanh vùng 16 thì như vậy là trong phiên uh, giao dịch ngày 28 VX trả hết cung và test mút nến của chân nến ngày thứ sáu uh, có sự phục hồi và gặp lại cả 17 thì nó đang um, đang bị chờ lại đây thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở điểm trên là cản 17 và điểm dưới vùng hỗ trợ 16.3, 16.5 ở biên tuần tới sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng này. Tích lũy thành công thì chúng ta ngắm 17, 17.5 và vượt thoát vùng 17.5 thì khi đó chúng ta nâng target thôi. Đó, AGR biên hỗ trợ đây là biên 15.15.3 đây có một biên hỗ trợ cái thuật tuần 15.15.3 test thành công thì như vậy AGR sẽ hướng về vùng 16 trong tuần thì đi được khoảng tầm độ 15.7 nhé 15.7 và bắt đầu uh, có sự chỉnh cung và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì về cơ bản là cái cái điểm test cung của AGR khá là đẹp nó lấp được cái gáp giảm ở đây uh, Gáp tăng ở đây và uh, cây đến kết thúc phiên thì cũng như vậy là nó cũng có áp lực kéo tuần tới thì khả năng quanh vùng 15.5 Đó Uh, nó sẽ test uh, tích lũy lại quanh vùng 15.5 tích lũy thành công thì chúng ta lại ngắm vùng 16 uh, 16 mà thoát được thì lại lên vùng 16.5 cứ lần lượt như vậy thôi VDS vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 15 3 15 5 15 7 đó về cơ bản thì nó gì ạ nó test uh, ở 15 3 15 5 uh, thành công ở cản trên thì vùng 16, uh, xa hơn thì vùng 16.5 nhưng mà về trong tuần thì nó nó chỉ lanh quanh đến vùng 16 và nó cũng đang có một cái nhịp gì ạ? Nhịp uh, test con sideways. Như vậy VDS ở trong tuần tới khả năng sẽ còn uh, những cái điểm ở khoảng quanh vùng 10 15 năm đến 15 năm đến khoảng vùng 156 tỷ lệ thành công ở đây. Như vậy vừa thoát lên vùng 16. Uh, xa xăm hơn thì chúng ta có thể ngắm lên vùng 16.5. Ờ, đối với ORS ở đây này thì đây, chúng ta cũng uh, như vậy thôi. Vùng dự chỉ kiến chỉnh cung mục tiêu này quanh vùng 16.3. Đó và khi vùng 16.3 kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì nhìn thấy cây nến như thế này thì chắc chắn là gì? Nó sẽ bị uh, tiếp tục ép. Ép xuống ở đây thì là 1/2 thân nến thì nó sẽ quanh vùng 16 và hết mút nến thì sẽ là gì? Vùng 15.6 và đến phiên giao dịch ngày 28 bản chất uh, quy tụ về là phiên 28 và bắt đầu có gì ạ? Phục hồi đi lên và như vậy thì cũng khá là tốt rồi, lên đến vùng 16.8, 17 thì cổ phiếu bắt đầu có sự chỉnh cung và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì về cơ bản là ờ uh, cũng đã có một uh, một cái lực phục hồi khá là tốt như vậy thì uh, như vậy thì sang tuần thì như vậy là ở đây này vùng 16.4 sẽ là vùng gì ở uh, vùng chỉnh cung mục tiêu 16.4 16.45 uh, tích lũy thành công ở đây thì như vậy chúng ta lại ngắm về vùng 16.8 điểm xa hơn thì 17 và đẹp hơn nữa thì có thể là kỳ vọng lên vùng 17.4 đây là các cái vùng cản kỹ thuật tuần CTS đây Dự kiến uh, trong tuần thì có dự kiến điểm 1 đúng không ạ Các anh chị đây 1 phần 2 thân nến thì sẽ ở khoảng vùng 26.5 Và về cơ bản thì trong tuần là Ở phiên 28 thì CTS test, test hết mút nến uh, Vùng hỗ trợ 25.7 đến khoảng vùng 26 Test tích lũy thành công Thì như vậy là cản tuần 28 tám Suy sát đạt còn tuần ở uh, trong phiên ngày hôm nay như vậy là nó có test tích lũy lại khá là đẹp tuần tới ở đây đây là cái đến phục hồi như vậy tuần tới thì sẽ khoảng quanh vùng 27.15 hoặc là quanh vùng 27 bảy uh, test tích lũy thành công à, ờ, như vậy khi thành công rồi thì chúng ta lại tiếp tục ngắm 28 28.5 MBS lại MBS lại đánh thành MSB đúng không ạ? Đây MBS đây. Đấy, 1/2 thân nến thì nó đâu đó khoảng tầm vùng 21 và khi mà nó bị thất bại vùng này thì chúng ta phải tính toán đến cái điểm xấu hơn và về cơ bản thì MBS cũng test rất là thành công ở vùng 20.3, 20.5 trong phiên giao dịch ngày 28 và có sự phục hồi cản trên 22 và hiện tại thì nó đang sideways ở trong biên hẹp nó khi gặp cản thì nó lại tiếp tục có biên hỗ trợ 21.2, 21.4 ở đây à, đây là một cây nến giờ phục hồi nên khả năng tuần tới sẽ có khoảng quanh vùng 21.5 tích lũy thành công thì như vậy là gì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm target vùng kỹ thuật 22 à, bứt được vùng 22 thì có thể ngắm lên vùng 22.5 đó, vùng 2.5 đến khoảng vùng 23 Đây là những cái điểm uh, Những cái điểm target tuần của cổ phiếu và hiện tại thì mình thấy rằng là nhóm chứng khoán thì vẫn đang uh, Có một cái uptrend uh, tương đối là đẹp các anh chị tương đối là đẹp và Nó vẫn là một cái một cái trụ lực Cho thị trường ở, ở Trong những khoảng thời gian sắp tới Đó thì các anh chị nhìn thấy đây ví dụ như là nhìn đơn giản những MBS thôi Đó từ vùng 16 đúng không ạ và sau đó thì nó xây lên ở vùng 18.6 sau đó thì nó sau một cái thời gian rất là dài thì nó xây ở vùng 19.3-19.7 rất là thành công và hiện tại thì nó đang có xu hướng nâng tầm lên khoảng quanh vùng 20.5 và có thể tuần tới nếu trong trường hợp nếu mà nó lại loanh quanh ở quanh vùng 21 thì cứ dần 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 như vậy đúng không anh chị? Nó đẩy cái target của cổ phiếu lên, nó đẩy các cái đỉnh, các cái đáy của cổ phiếu ngày càng một cao hơn thì đó là gì? Đó là một cái xu hướng uptrend và hiện tại thì nhóm ngành, sóng ngành chứng khoán cũng đang duy trì những cái Uh, mức uh, hết sức là tích cực những cái tín hiệu kỹ thuật rất là tích cực ok anh chị như vậy thì uh, bản thiên tuần thì chúng ta sẽ uh, các cái mã cổ phiếu phân tích tuần thì chúng ta sẽ dừng tại đây và uh, chúng ta sẽ chốt lại uh, một số các cái nội dung quan trọng uh, đối với thị trường ở trong tuần tới thứ nhất là đối với chỉ số vn index thì uh, đây là những cây nến tạo lập ở phiên atc chính vậy nên là khả năng nó sẽ quay trở lại test cung tích lũy chỉnh nền và các cái vùng tích lũy chỉnh nền thì cũng đã có phân tích ngay từ đầu bản tin đúng không ạ? đó và đối với chỉ số vn30 cũng như vậy sau một lực kéo như thế này thì uh, xu hướng nó sẽ ở khoảng quanh vùng 1085 và đối với chỉ số phá sinh thì uh, ở quanh mục 1085 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1075 đến vùng 1080 và chúng ta vẫn lấy ở biên 1065 đến biên 1070 là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần của chỉ số phá sinh uh, và đồng thời thì ở đây thì chúng ta cũng uh, chia sẻ một chút xíu uh, liên quan đến cái sự tương quan của chỉ số Dow Jones và chỉ số Index thì chúng ta thấy rằng là trong thời điểm hiện tại Dow Jones đã có một sự phục hồi khá là tốt từ uh, vùng đáy của nó là vùng 32.330 điểm và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì như vậy là suy soát chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm và đã phục hồi về đến cái vùng đỉnh lịch sử quanh vùng 36.000 điểm tức là gì ạ chỉ số Dow Jones đã có một cái vùng phục hồi khá là tốt Um, và hơi tiếc nuối một tí ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là chỉ số VN Index của chúng ta thì vẫn tiếp tục sideways ở trong biên hẹp. Trong khi chỉ số Dow Jones thì đã có một cái sự bứt thoát với cái sự phục hồi rất là mạnh thì đây sẽ là một cái điểm hơi tiếc nuối một tí. Thì nó cũng hoàn toàn phù hợp thôi. Ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ở trong nước thôi, chúng ta xét ở trong nước thôi, vĩ mô chúng ta chả có cái gì cả không có bất kỳ một cái động thái nào mà nó tốt, nó tích cực, nó hỗ trợ cho thị trường chứng khoán cả và đó là một cái điểm thiếu của thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Thế còn các anh chị nhìn lại đây một tí nữa, đó là chỉ số VN Index tuần thì như vậy là sau 2 tuần test tích à 2 tuần phục hồi thì như vậy là chúng ta đã có ba cây nến tuần test tích lũy. Xét à, về cây nến tuần hiện tại đây à, vừa xây xong thì à, mút nến nó test khá sát về ở khoảng quanh vùng 1070 như vậy là à, cái dâu nến nó test ở trong tuần cũng tương đối là tốt. Tuy nhiên cái đế cái cái đỉnh nến đó các anh chị cái đỉnh nến thì nó chưa đạt. Nó 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 đạt tức là cái đỉnh nến nếu nó đẹp thì chỉ số VN Index của chúng ta phải đóng cửa ở khoảng quanh vùng 1115 điểm đến vùng 1120 điểm. Đó mới là điểm đẹp. Còn bây giờ đóng cửa ở vùng 1100 điểm ở à 1102 điểm thì như vậy là nó là bình thường. À, tất nhiên các cụ nói rồi, méo mó thì có hơn không? À, đấy, đây cũng là nếu mà chúng ta xét một cây nến tuần như thế này thì về cơ bản là cũng một cây nến tuần thành công. Và nhiệm vụ của cây nến tuần tiếp theo các anh chị, nhiệm vụ cây đến tuần tiếp theo thì uh, nói chung là mút nến thì đâu đó đừng có sâu quá khoảng quanh vùng 1.85 và đỉnh nến thì như vậy như cũng có phân tích ở đây, đó là vùng 1115 1120 1125. Đó sẽ là những cái cái điều kiện tiên quyết, đó là những cái điều kiện rất là quan trọng để giúp cho chúng ta uh, định định hướng, định lượng thêm uh, xu hướng phục hồi của chỉ số VN-Index và đặc biệt các anh chị lưu ý đó là thanh khoản Thanh khoản ở trên sàn hốt ở trong tuần tới, đúng không? Các cái phiên giao dịch thì chúng ta sẽ phải kỳ vọng là gì? Nó phải quay lại ở trên 750 triệu đến tầm 800 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn hốt thì đó mới là gì? Đó mới là đánh dấu ở những cái xu hướng quay trở lại dòng tiền, dòng tiền quay trở lại của thị trường ở trong tuần tới. OK, các anh chị, những bản, những cái cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment. Dòng thời gian bản tin tuần thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị. Và như ông đã có chia sẻ tất cả. À, những cái giá trị mùng phân tích ở trên bản tin mang quan điểm cá nhân của Lê, à, chúng ta dựa vào các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích để chúng ta nói. Thế còn lại à, có rất nhiều những yếu tố chúng ta chưa thể lượng hóa hết được, thì như vậy là à, các anh chị chúng ta sẽ tham khảo thêm ở các cái thông tin bên ngoài với một mục tiêu à, làm sao đó để chúng ta có một cái hành trình à, đầu tư, hành trình chinh chiến ở trên thị trường chứng khoán chúng ta đi được dài, đi được xa, đi được bền. Đó là cái mong muốn lớn nhất của cá nhân Đồng Lê à, dành cho các anh chị em. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.